Xin kính chào quý thầy cô, các anh chị, các bạn đồng nghiệp. Kính chào toàn thể các bạn. Cũng đã lâu lắm rồi là tôi cũng không làm clip. Tuy nhiên là cũng thời gian vừa qua cũng là do dịch bệnh kéo dài. Ở nhà là cũng nghỉ và tập trung cho việc là dạy học online. Thế và cũng được một số lời đề nghị của các đồng chí đồng nghiệp, một số anh chị em. Nên hôm nay tôi cũng làm một clip để chia sẻ với mọi người cách để tạo một cái đề online để giúp cho cái việc dạy online của quý thầy cô, anh chị và các bạn thuận lợi. Thế thì cái đề kiểm tra hôm nay tôi hướng dẫn thì là cũng đơn giản thôi. Đó là tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái tìm hiểu, những cái mà mình đã làm cho quý thầy cô, anh chị và các bạn chúng ta cùng làm. Thế và cái đề hôm nay tôi làm đó là thực hiện trên cái ứng dụng của Google. Tuy nhiên là có cái nhiều cái cách để chúng ta làm đề. Tôi cũng sẽ dần dần chia sẻ với quý thầy cô, anh chị và các bạn một số cái cách mà tôi đã làm. Thế và trong cái khuôn khổ của clip hôm nay ấy, thì là tôi sẽ hướng dẫn bằng cái ứng dụng Google Form. Thế và ưu điểm của cái đề online đó là giúp cho học sinh là tự là đánh giá, rồi thì kiểm tra và biết được cái kết quả mà mình làm một cái đề mà giáo viên ra. Hãy biết được ngay kết quả. Thế và học sinh có thể làm là bất cứ thời gian nào, khi nào, miễn là các em có máy, có đường link của thầy cô gửi cho, có kết nối mạng internet. Thế và ưu điểm thứ hai là đối với giáo viên, đó là giáo viên có thể giám sát, có thể giao nhiệm vụ, có thể là đánh giá được học sinh, biết được cái điểm số của học sinh đạt được. Và đối với phần tự luận thì giáo viên có thể chấm trực tiếp cho học sinh và biết được điểm. Thế trước những cái ưu điểm như vậy thì giáo viên sẽ tận dụng, áp dụng vào trong cái quá trình, đặc biệt là đối với giai đoạn hiện nay, thời điểm này là mùng 7 tháng 6 2021 thì các thầy cô sẽ áp dụng, có thể áp dụng vào trong cái việc là ôn thi cho học sinh vào lớp 10. Giúp cho cái việc là dạy online nó đỡ vất vả hơn, cái việc tiếp thu kiến thức của học sinh nó thuận lợi hơn và nó hấp dẫn hơn. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Thế thì để chuẩn bị làm được một cái đề như thế này thì yêu cầu đối với các thầy cô là chúng ta phải có một cái tài khoản Gmail. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trình duyệt web. Chúng ta vào trang chủ của Google. Đấy. Sau đó các thầy cô sẽ đăng nhập vào Gmail. Đấy. Hoặc là bên trong cái trang chủ Google chúng ta đăng nhập tài khoản Google vào. Đấy. Tôi nhấn vào đăng nhập. Chúng ta sẽ đánh cái địa chỉ Gmail của chúng ta vào. Đấy. Ở đây là máy của tôi đã đăng nhập rồi thì nó lưu cái mật khẩu với thông tin của Gmail. Tôi không phải đánh lại nữa. Quý thầy cô là có mới thì phải đánh vào. Rồi, hoặc là quý thầy cô đã vào rồi thì chúng ta ra cái giao diện trang chủ của Google. Sau đó, quý thầy cô nhìn lên trên này, cái chỗ cái biểu tượng là 9 cái dấu chấm này. Đấy, quý thầy cô nhấn vào đó và tìm đến cái Google biểu mẫu. Đấy, nó có chữ biểu mẫu, hoặc là nếu thầy cô để tiếng Anh thì nó có chữ là form hoặc là Google form. Các thầy cô nhấn vào đó để chúng ta mở cái ứng dụng là Google biểu mẫu. Đấy. Để bắt đầu thì xin mời quý thầy cô sẽ vào cái tạo mới có cái biểu tượng là dấu cộng. Bây giờ quý thầy cô sẽ nhấn vào đó để tạo thành một cái biểu mẫu, tức là chúng ta bắt đầu làm một cái đề. Đấy. Thế thì ngoài cái việc chuẩn bị một cái tài khoản Google này,
Chúng ta còn phải chuẩn bị một cái để chúng ta chuẩn bị cho học sinh làm. Thế thì cái đề là cái đề mà các thầy cô chuẩn bị sẵn ở trên Word hoặc là trên 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 file PDF vân vân. Đấy, như tôi là tôi có sẵn cái kho đề do là các anh chị em đồng nghiệp cùng chia sẻ. Đấy, thì tôi có để sẵn ở trong máy. Đấy, tôi lấy ví dụ như là đây là các trường ở trong huyện, mỗi trường là gửi một bộ đề lên để cho anh chị em cùng tham khảo. Đấy, tôi vào trường Tiên Sơn chẳng hạn. Đấy, tôi mở một cái đề ra. Đề thi thử vào 10. Ok, đây là cái đề mà là cái đề mà sẽ đưa lên cho các em chuẩn bị làm. Thì cái đề này thì nó bao gồm là phần đề và cái phần đáp án thì ở file này là tách riêng. Bây giờ thầy cô sẽ mở đề ra. Rồi, ta sẽ quay lại với phần biểu mẫu Google Form. Bây giờ các thầy cô sẽ mở tạo mới. Rồi, cái phần tiêu đề các thầy cô sẽ nhấn là tùy các thầy cô đặt thế nào cho nó dễ nhớ, thuận tiện cho các thầy cô. Ví dụ như là các thầy cô có thể đặt là đề thi thử vào 10. À, ví dụ như là trường này là trường Tiên Sơn, hay là các thầy cô có thể đặt là 01, 02, 03 cho nó dễ nhớ để những lần sau nó không bị nhầm và nó có thứ tự, thì tùy các thầy cô đặt. Đấy. Thế bên dưới này các thầy cô có thể miêu tả tùy, ví dụ như là giáo viên. Đấy. Nguyễn Văn Thủy chẳng hạn thế. Đấy. Rồi. Tiếp theo, các thầy cô có thể là tạo ra những cái thông tin cá nhân đầu tiên của học sinh để khi các em làm các em sẽ phải đăng nhập, sẽ phải viết tên này, viết những cái thông tin cá nhân để khi chúng ta tổng hợp đề của các em làm thì là chúng ta có thể làm được. Đấy, có thể tổng hợp được. Thì với câu đầu tiên là các thầy cô tôi thì tôi thường là yêu cầu là học sinh phải điền họ và tên. Đấy, yêu cầu là phải họ và tên này. Cái yêu cầu thứ hai á là sau khi xong ấy thì các thầy cô chọn vào cái phần trả lời ngắn. Đấy, để học sinh nó đánh cái phần họ và tên của học sinh. Tiếp theo, các thầy cô nhấn sang cái phần lựa chọn là bắt buộc để yêu cầu học sinh là phải bắt buộc là điền họ và tên. Đấy, sau đó các thầy cô tạo cái thông tin thứ hai. Đấy, thông tin thứ hai là lớp. Đấy. Thì ở đây thầy cô có thể yêu cầu học sinh đánh lớp vào hoặc là mình tạo sẵn để học sinh chỉ việc tích vào lớp thôi. Đấy. Thì tôi đầu tiên là tôi để học sinh tự đánh. Đấy. Để tự đánh. Thế còn nếu mà quý thầy cô muốn học sinh là chỉ cần tích thôi cho nó nhanh ấy. Đấy. Thì các thầy cô sẽ vào cái phần là hộp kiểm. Đấy, hộp kiểm. Đấy, sau đó là các thầy cô cho các danh sách các lớp ra 9A này, đấy, 9B này, đấy, 9C, đấy, 9D. Đây là cái phần hướng dẫn. À, sau này học sinh chỉ việc tích vào học lớp nào thôi. Đấy. Và phần này các thầy cô cũng để ở bắt buộc. Đấy, bắt buộc. Dạng thứ ba là trường. Đấy.
học sinh sẽ phải đánh tên trường. Đánh dấu chấm hỏi được, dấu hai chấm được. Sau đó vào phần câu trả lời ngắn thì học sinh sẽ phải đánh tên trường khi bắt đầu làm bài. Và chúng ta cũng đặt bắt buộc. Rồi, đấy là cái phần đầu tiên, là cái phần thông tin về học sinh. Thế và trước khi để biến nó thành một cái bài kiểm tra thì các thầy cô sẽ vào cái biểu tượng hình bánh răng ở trên phần cài đặt để các thầy cô đưa nó về dạng là bài kiểm tra thì nó mới có cái phần điểm. Thế thì ở cái phần này nó có cái lựa chọn đầu tiên là cài đặt chung. Ở đây nhá, cái phần này này, nó có chữ email đây, tức là cái phần cài đặt nó mặc định sẵn ấy, là thu thập email thì ở đây nó sẽ hiện cái email của người tham gia làm bài kiểm tra. Thế và đối với khi chúng ta để như này thì học sinh muốn làm được bài bắt buộc phải có tài khoản để email để đăng nhập. Đấy. Thế thì thông thường là tôi hay bỏ đi để cho các em nó đỡ phiền, bởi vì một số em là mượn máy bố mẹ là cũng không biết cách đăng nhập, nó cũng phiền phức, thì chúng ta bỏ dấu tích này đi. Đấy, bỏ dấu tích này đi. Thế và cái thứ hai là cái giới hạn là một lần trả lời. Nếu mà các thầy cô chỉ yêu cầu sinh làm một lần ấy, đặc biệt là trong những cái kỳ thi, chẳng hạn như thi thử, các thầy cô muốn thi thử thì chúng ta hãng tích vào đó. Đấy. Và bên dưới tiếp theo là cái phần chỉnh sửa sau khi gửi, thì cái này các thầy cô không nên. Nếu mà chúng ta tích vào ấy, thì khi học sinh nó làm bài ấy, nó thấy nó sai thì nó lại chỉnh sửa lại và nó gửi. Đấy. Thế còn sang cái nội dung tiếp theo là bản trình bày. Đấy. Ở đây các thầy cô soạn cái đề này thì thông thường là nó có vài trang, thì chúng ta tích vào đây thì khi học sinh làm trang 1 thì nó sẽ có báo những cái trang còn lại tiếp theo, ví dụ 1 trong 7 trang hay 1 trong 8 trang vân vân. Nó hiện ở đây. Thế và cái phần thứ hai là xáo trộn thứ tự của câu hỏi, thì phần này nếu tích vào thì nó xáo trộn. Thì cái phần này nếu thầy cô mà tích vào nó xáo trộn cả cái phần thông tin lớp trường vân vân, nó xáo trộn hết. Đấy. Thì tôi thông thường là tôi không có xáo trộn. Tiếp tục là hiển thị đường liên kết để gửi câu trả lời khác. Ok, nếu như cho làm nhiều lần thì chúng ta để cái dấu kiểm này là cũng ok. Sang cái thẻ thứ ba đó là bài kiểm tra, thì các thầy cô tích vào đặt làm bài kiểm tra. Và lựa chọn tiếp theo là ngay sau mỗi lần nộp thì học sinh sẽ biết được điểm, thì các thầy cô tích vào đây. Thế còn các thầy cô tích vào lựa chọn thứ hai là sau đó, sau khi đánh giá thủ công, tức là với cái đề mà có phần tự luận ấy. Các thầy cô có thể là chấm điểm tự luận sau đó là mới công bố. Thì các thầy cô chọn ở đây, hoặc là các thầy cô cứ chọn ở trên. Đấy. Cứ chọn ở đây thì học sinh nó sẽ hứng hơn, bởi vì là học sinh nó biết được điểm ngay. Thế và cái phần là người trả lời có thể xem, thì các thầy cô nên tích cả ba cái lựa chọn là câu trả lời sai này, khi học sinh nó làm xong nó biết được câu nào sai này, hay câu trả lời đúng nó biết được câu nào đúng, và giá trị điểm của mỗi câu. Sau đó các thầy cô lưu lại. Đấy. Sau khi thông tin về cá nhân của bài kiểm tra đã thiết lập xong, thì bên trên này cái phần email lúc nãy ấy, là thu thập email nó đã không còn nữa. Đấy. Thì đến phần này là chúng ta cho nó sang cái nội dung thứ hai. Các thầy cô đặt ở đây. Các thầy cô nhấn vào cái dấu hai cái hình chữ nhật ở bên dưới này, tức là thêm phần. Thì chúng ta sẽ sang cái phần mới. Đấy. Sang cái phần mới, phần này là bắt đầu cho đề kiểm tra. Để các thầy cô có thể bắt đầu sang phần mới như này. Thì cái phần này tùy các thầy cô có thể đánh là phần bài kiểm tra, hoặc là phần 1, phần 2, vân vân. Thì cái phần này nó cũng không quá quan trọng. Thì thông thường là tôi cũng làm như sau. Đấy, phần này là tôi gọi là phần 1 listening, hay là phần 1 là phần trắc nghiệm. Đấy, phần trắc nghiệm. Rồi. Đấy, tiếp theo đến cái phần tiếp theo, các thầy cô thêm cái phần tiêu đề và mô tả này. Ví dụ như phần này là phần 1 listening, đây là tôi đang hướng dẫn với cái đặc điểm là môn tiếng Anh nhé. Thì thầy cô có thể làm là phần 1 này listening. Đấy.
paste vào đây, copy và paste vào đây. Thì phần dưới là part 1 chẳng hạn. Đấy, phần này yêu cầu part 1. Đấy, part 1 là lựa chọn. Đấy. Thế đến cái phần câu hỏi thứ nhất cho phần nghe. Đây các thầy cô thấy là nhìn cái phần đề nó như thế này. Thì các thầy cô có thể làm một trong những cách sau. Một là các thầy cô copy. Đấy. Đấy, ví dụ như này, tôi copy cả phần câu hỏi và câu trả lời bằng lệnh là Ctrl C. Đấy. Thay vì ta nhấn chuột phải ta copy, ta có thể dùng trên lệnh nhanh bàn phím đó là Ctrl C. Các thầy cô copy xong này. Đấy. Sau đó là các thầy cô vào cái câu hỏi thứ nhất là các thầy cô paste. Đấy. Thì paste phần câu hỏi này xong này. Thì bây giờ nó lại có hiện cả cái phần đáp án. Thì các thầy cô bôi đen cái phần đáp án, sau thầy cô dùng lệnh Ctrl X, tức là các thầy cô cắt cái phần này đi. Thì nó chỉ cần phần câu hỏi, sau đó là thầy cô dán xuống dưới các đáp án. Đấy, thì làm như này nó sẽ nhanh hơn. Đấy, sau thầy cô cắt những cái phần còn lại là phần B và phần C lại dán xuống dưới. Đấy, thì như thế này nó rất là nhanh. Các thầy cô sử dụng cái lệnh tắt ở trên bàn phím, đấy, Ctrl C, sau đó là Ctrl V để dán và Ctrl X để cắt, đấy, dán. Đấy, chúng ta đã xong câu 1. Đấy. Tiếp tục với đến với câu số 2, các thầy cô cũng làm tương tự, các thầy cô cắt xin lỗi, bôi đen cả và Ctrl C là copy. Sau về cái bài kiểm tra của mình. Về kiểm tra của mình, chúng ta sẽ vào cái dấu cộng ở đây để thêm câu hỏi thứ hai. Đấy, các thầy cô lại Ctrl V để paste vào, sau đó cắt cái phần không liên quan đến phần câu hỏi, tức là phần đáp án. Chúng ta xuống các đáp án ở dưới, ta lại Ctrl V, Ctrl X để cắt và Ctrl V. Thì làm cái thao tác này nó cũng nhanh, nó nhanh hơn rất nhiều so với Ctrl C, Ctrl P rồi xóa xóa. Đúng không? Đấy là câu thứ hai. Đây là cái cách đơn giản là ta dùng Ctrl C là có vào và dán. Thế và một cái cách nữa là chúng ta không phải cắt dán như thế này, mà chúng ta sẽ cắt những cái câu hỏi nó trở thành dạng ảnh, sau đó chúng ta paste lên một cách nhanh chóng. Đây, tôi lấy ví dụ như thế này. Thì đối với cái hệ điều hành máy tính của quý thầy cô là Win 10 như của tôi ấy, thì các thầy cô chỉ cần nhấn vào cái cửa sổ Windows đây, góc trái màn hình này. Sau đó các thầy cô nhấn vào phần tìm kiếm ở bên dưới này. Các thầy cô nhấn chữ S này, N này. Đấy, thì nó lên cái gợi ý là Snipping Tool, tức là cái tool để dùng để cắt cắt cái ảnh ở trên màn hình. Thì các thầy cô gọi nó ra bằng cách nhấn vào đó, hoặc là các thầy cô nhấn chuột phải này, sau đó là các thầy cô nhấn vào phần pin to touch bar, thì bây giờ nó sẽ xuống dưới này. Các thầy cô sẽ thao tác nó dễ hơn. Đấy, để cho nó vào trong này đó. Sau đó các thầy cô gọi nó ra bằng cách nhấn đúp vào. Đấy, bây giờ nó lên như thế này. Thì ở cái tool này các thầy cô có thể vào cái phần new là để chúng ta bắt đầu cắt, hoặc là dùng cái lệnh tắt đó là Ctrl N khi các thầy cô nhấn chuột vào đây. Các thầy cô nhấn Ctrl N, còn các thầy cô mà nhấn chuột vào đây Ctrl N là nó thêm mới cái file Word, là nó lại không đúng. Các thầy cô nhấn vào đây, sau đó Ctrl N nào, hoặc là New. Đấy, tôi ấn Ctrl N trên bàn phím nha. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ cắt các câu hỏi. Ví dụ nãy tôi làm đến câu 2 rồi, bây giờ tôi cắt câu 3 để làm tiếp. Đây, chúng ta cắt thì chúng ta để ở cái dạng nó vừa vừa với câu thôi. Đấy, thế là chúng ta đã có câu số 3. Và việc tiếp theo là các thầy cô lưu cái này dạng file ảnh. Thì các thầy cô ấn Ctrl S. Đấy, bây giờ các thầy cô để ra một chỗ, tôi để ra desktop nha. Sau tạo thư vùng mục mới là tôi đặt tên là file cắt của Trung học cơ sở Tiên Sơn. Đấy. Rồi, các thầy cô lưu ở đó. Và lưu đây là câu hỏi số 4. Các thầy cô lưu 4 chẳng hạn. Đấy. À, câu số 3 xin lỗi. Rồi, đó là câu số 3. Thì tôi lưu lại nha. Đấy, câu số 3.
Các thầy cô muốn lưu thì ấn Ctrl S nha. Rồi, bây giờ xong khi đã xong câu số 3, các thầy cô ấn Ctrl N để tiếp tục cắt câu tiếp theo. Ctrl N hoặc là ấn New này đều được nha. Ctrl N. Rồi, đến câu số 4, các thầy cô nhấn cắt câu số 4. Đó. Ok, đã xong câu số 4. Các thầy cô ấn Ctrl S để lưu câu số 4 này lại ở dạng file ảnh. Ở đây đã có câu số 4, lưu đè lên đó. Hoặc chưa có, các thầy cô đánh số 4 nha. Ok, đã lưu câu số 4. Tiếp tục Ctrl N. Đấy, để đến câu số trên xong cái phần 2. Đấy, câu số 5 chẳng hạn. Các thầy cô cắt câu số 5. Rồi, tiếp theo các thầy cô ấn Ctrl S để lưu nó vào câu số 5. Với cái cách thức này, nếu gặp khó khăn ở cái trường hợp mà các cái dòng này nó liền với nhau quá, đấy, thì các thầy cô có thể đấy, có thể là giãn dòng ra để các thầy cô cắt cho dễ. Ví dụ tôi muốn cái câu số 5 này nó cách với câu trên thì tôi bôi đen ở đây, ấn vào chuột phải, sau đó vào paragraph, sau đó các thầy cô chọn cái lựa chọn là cách, đây là cách bên dưới này. Đấy, tôi cứ cho cách bên dưới là 6pt này, bên trên 6pt thì nó sẽ ra luôn, là khi chúng ta cắt đấy, thì nó sẽ không bị lẹm vào cái phần chữ bên dưới hoặc bên trên. Vâng, chúng ta tiếp tục. Vừa rồi để tránh cho cái việc mất thời gian của quý thầy cô anh chị và các bạn thì là tôi không quay cái đoạn clip mà tôi cắt các câu hỏi nhỏ ra nữa. Thế thì bây giờ sau khi chúng ta đã cắt các câu hỏi ra, chúng ta có một cái folder các câu hỏi. Đấy. Đây là các file mà tôi vừa cắt các câu ra. Đấy, từ cho câu 1 cho đến hết các phần 2 là mã, 3 là mã vân vân này. Bây giờ thì làm thế nào để đưa nó lên để đỡ phải đánh các câu hỏi? Bây giờ ta tiếp tục với câu số 3 nhé. Câu số 3 thì ta sẽ up ảnh lên. Nào, ta sẽ thêm mới câu hỏi bằng cái dấu chấm, cái dấu cộng ở bên phải đây. Rồi ta thêm đến câu số 3. Bây giờ các thầy cô chỉ cần up ảnh lên thôi. Đấy. Các thầy cô làm như sau này, up ảnh này. Thì vào cái biểu tượng có cái hình ảnh đây. Các thầy cô nhấn vào đây. Và chọn duyệt. Sau đó tìm đến cái file ảnh mà các thầy cô vừa mới cắt ra, tôi cắt sẵn này, tôi để ở đây trường Tiền Sơn. Đấy, file cắt này, hỏi đến câu 3, ta nhấn vào câu 3. Đấy, sau ít giây nữa là ảnh được tải lên. Đấy, ảnh tải lên và chúng ta sẽ có các lựa chọn, chỉ cần là A này mà thì nó có gợi ý này, thì ta điền tất cả này. Thì ở đây nó không có D thì ta xóa D đi. Đấy, số phần nghe này chỉ có 3 thì ta xóa bớt đi mà. Tiếp tục như vậy, là đến với câu số 4, tương tự như vậy, thì ta cũng up ảnh lên, sau đó vào duyệt này, đấy, sau đó vào phần câu 4, đấy, up lên. Đấy, rất là nhanh, phải không ạ? Chúng ta cũng lại vào phần lựa chọn các đáp án, đấy, đầu tiên là A, sau đó là nó cũng sẽ có các gợi ý, và ta xóa bớt cái đáp án không có đi, ABC. Hay sau khi đọc cái này thì học sinh ấy chọn gì thì sẽ chọn ở đây thôi. Thì các thầy cô đỡ cái công đoạn là phải đánh các đáp án ở xuống đây. Học sinh nhìn trên này nó chọn. Tiếp theo câu số 5. Đấy, tương tự như vậy cũng là rất là nhanh đúng không ạ? Thầy cô chỉ có kích chuột thôi. Ok, câu số 5 đã xong. Đấy, chọn A này. Đấy. Tất cả và xóa bớt đáp án đi. Rồi sau khi tôi đã tạo thành một cái đề có đầy đủ là theo cái khung của Sở Giáo dục. Đấy, chúng ta có các phần, phần trắc nghiệm là chúng ta có 32 câu. Đấy, 32 câu trắc nghiệm. Đấy, 32 câu trắc nghiệm. Thì lưu ý với các thầy cô ở cái phần bài đọc ạ. Bài đọc số 2 ấy, bài đọc để trả lời câu hỏi ấy, thì với bài đọc này thì các thầy cô khi soạn câu hỏi cho mỗi câu hỏi này thì chúng ta nên là up cái phần nội dung của bài đọc lên một lần để học sinh
có cái thông tin để đọc ngay cho phần câu hỏi. Thế thì cách làm đó là các thầy cô nhấn vào cái phần bài đọc đó, các thầy cô chọn là sao chép. Đấy, chọn sao chép thì nó sẽ hiện ngay đây. Thế sau đó là các thầy cô kéo xuống dưới của câu hỏi thì cho câu hỏi tiếp theo. Đấy, ví dụ như là câu 29 có rồi, xuống đây. Các thầy cô đánh thêm vào câu 30 ở ngay đây. Đó. Đấy, nhưng mà phần này tôi làm rồi thì tôi không cần nữa. Đấy. Thế như vậy là khi chúng ta có đến câu 3 tiếp theo này, đúng không? Câu 31 này có nội dung bài đọc. Đấy. Câu 32 cũng có nội dung bài đọc, để tránh cho trường hợp là học sinh sẽ phải kéo lên kéo xuống để tìm nội dung của bài đọc để mãi tiếp bên trên, sẽ rất là bất tiện. Đấy. À, đến cái phần tự luận là hết cái phần trắc nghiệm, chúng ta hết mỗi phần là chúng ta vào cái phần thêm phần để chúng ta vào phần tự luận. Thế còn nội dung của phần tự luận như nào, chúng ta nên copy thì nó cũng ngắn thôi, copy chúng ta không nên gửi ảnh lên, chúng ta copy. Thế và sau đó là phần tự luận là chúng ta đi thêm phần câu hỏi. Thế với câu hỏi này thì chúng ta chọn câu hỏi viết lại câu này ấy, là ta chọn là phần trả lời ngắn này, ta nhấn vào cái khung bên cạnh để lựa chọn đây, mũi tên chỉ xuống, ta chọn là trả lời ngắn. Đấy. Chọn trả lời ngắn. Hay tương tự như vậy, câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 là như thế. Đến bài tiếp theo ta thêm câu hỏi này, ta chọn cái bài viết luận ấy, bài viết đoạn văn ấy, là đoạn. Đấy, đoạn. Sau khi chúng ta đã làm tạo thành một cái đề là hoàn chỉnh theo cái khung của Sở Giáo dục thì bây giờ chúng ta đến một cái bước tiếp theo. Đấy. Thì như nãy là tôi cũng đã hướng dẫn các thầy cô là chúng ta vào cái bánh răng này, chúng ta vào phần bài kiểm tra để đặt nó làm bài kiểm tra. Thì lúc này chúng ta sẽ làm cái bước tiếp theo, đó là vào câu số 1. Đấy, chúng ta nhấn vào cái phần xin lỗi nhá, câu 1 tôi làm rồi này. Và đến vào cái câu số 2 đi, ví dụ này, ta sẽ nhấn vào phần đáp án, nhấn thẳng vào nó là vào phần đáp án này. Đấy, chúng ta chọn điểm cho nó là ở cái Google Form này nó không có điểm lẻ, vì vậy là tôi lấy thang điểm là 1.000 và mỗi câu là 0,25 thì thành 25 điểm. Đấy, 25 điểm ứng với cái khung 1.000 thì nó là 0,25 chúng ta. Đấy. Và 25 điểm, bây giờ sẽ phải chọn cái đáp án nào là đúng thì chúng ta mở cái file đáp án của các thầy cô ra. Đấy, mở cái file đáp án của thầy cô ra. Đấy, ví dụ như là với cái đáp án câu 1 là B, câu 2 là A thì chúng ta quay trở lại này. Đấy, câu 1 là B, chúng ta nhấn xem là câu 1 này. Đấy, đáp án là B chúng ta tích vào đây. Sau đó chúng ta chọn xong. Đến câu 2. Đấy, là đáp án là chúng ta xem lại đáp án là gì nha. Đáp án là A. Đấy. Đáp án là A, ta chọn đây. Tích vào A. Đấy, nhớ là phải chọn số điểm. Kích là A, xong. Thế để làm thuận tiện hơn thì ta thu nhỏ nó lại này. Đấy, ở đây là thu nhỏ nó lại này. Và cái file đáp án của các thầy cô chúng ta cũng bật lên và thu nhỏ nó lại. Thế sau đó là để làm cho nó nhanh. Này, thu nhỏ nó lại. Rồi, các thầy cô để sang bên cạnh. Để sang bên cạnh. Đấy, lúc này chúng ta có thể làm. Và bên trái thì quan sát với đáp án. Bên phải thì chúng ta làm trên cái bài kiểm tra của ta. Đấy, đến câu số 3. Ta nhấn vào đây vào phần đáp án. Cũng chọn thang điểm là 25 điểm. Sau đó đáp án ta nhìn đây, đáp án là C, ta chọn là C. Sau đó ấn xong. Tương tự vậy đến câu B, à câu 4 xin lỗi. Câu 4 ta vào đáp án này. Đấy, ta chọn 25 điểm. Và thang điểm 25 này và cái đáp án là C, ta chọn là C, sau đó ấn xong. Câu 5. Đáp án là A, thang điểm 25. Chọn A. Nhấn xong. Câu 6. Đấy, cứ làm này và tăng tốc dần theo cái độ quen của mình thì nó sẽ nhanh hơn. Câu 6 cũng là C, xong. Câu 7. 25 điểm, thang điểm 25. Đáp án là C. Xong. Câu 8. Chúng ta cũng làm tương tự.
Đáp án của câu 8 là B. Đã chọn B, sau đó là xong. Rồi sang phần 2. Đấy, phần ngữ âm. Rồi, ta chọn câu số 9. Đáp án. Đấy, cái thang điểm là tùy theo câu. Ví dụ như là cái câu viết luận ở bài viết thì chúng ta phải cho nó là thang 100. Là điểm 100. À, câu số 9, đáp án là D. Đã chọn D. Xong. Câu số 10. Thì tương tự như vậy. Chọn thang điểm, sau đó là chọn đáp án. Câu số 10 đáp án là C. Xong. Đến câu số 11. Rồi, đáp án câu 11 đó là D. 25 điểm. Và ở đây các thầy cô lưu ý là chúng ta có thể giải thích thêm bằng cái thì là thêm phản hồi trả lời. Đấy. Ví dụ như là ở đây cái câu số 11 đó là quy tắc đọc đuôi ED, đúng không? Thầy cô có thể phản hồi là cái phần lý thuyết ấy, đúng không? Phần A đọc là gì, phần B đọc là gì. Đây đâu phản hồi ở đây. Phản hồi cả hai bên trả lời đúng sai. Thì khi học sinh nó làm mà nó xem lại là nó sẽ đọc cái phần phản hồi của cô giáo ở đây. Là tại sao lại là A đọc như vậy, B đọc như vậy. Đấy, sau đó các thầy cô lưu lại. Đấy, xong. Câu số 12. Đấy. Cũng vào đáp án. Thang điểm. Đáp án câu số 12 là B. Xong. Rồi, chúng ta đến với phần tiếp theo, phần 3. Và cũng là câu 13. Đấy. Đáp án của câu 13 đó là A. Hãy chọn là A. Xong. Thế và các thầy cô lưu ý là muốn phản hồi ở nội dung này. Ví dụ như là which là thay thế cho danh từ chỉ người hay là danh từ chỉ vật, ví dụ thế. Thì các cô thầy cô đánh nó ra đây. Đấy. Phần lý thuyết các thầy cô muốn truyền đạt đến học sinh nào, các thầy cô ghi nó ra đây, sau đó lại lưu lại và nhớ là ghi cả hai phần đúng sai. Câu số 14. Câu 15. Các thầy cô không được quên cái số điểm mà được cho khi mà học sinh làm đúng câu này. Câu 16. Đáp án là B. Câu 17. Đáp án là A. Số điểm là 25 điểm. Đã quên chỗ này là học sinh nó không được điểm đâu. Rồi sau khi đã cho đáp án cũng như là cái thang điểm của 32 câu trắc nghiệm, chúng ta sẽ đến với phần tự luận. Thì chúng ta sẽ cho cái đáp án thang điểm như thế nào. Đối với phần thứ nhất là phần viết lại các câu, thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần câu hỏi đầu tiên và phần đáp án. Ở đây cũng phải cho thang điểm là 25 để cho đúng với thang điểm của chúng ta. Thế còn câu trả lời chính xác thì chúng ta sẽ copy cái câu phần hướng dẫn trả lời. Đấy. Copy vào và dán vào đây. Câu trả lời chính xác dán vào đấy. Tuy nhiên là đối với cái phần này thì thỉnh thoảng là nó cũng không chấm đúng, lý do là học sinh đặt dấu phẩy sai, dấu chấm sai, vì vậy là các thầy cô sẽ phải chấm lại cái phần này thì nó mới chính xác được. Đấy, sau khi làm như vậy là chúng ta sẽ vào xong. Đấy, tương tự như vậy, câu hỏi 2 chúng ta cũng làm như thế, cũng cho điểm là 25.
Đấy, và cũng copy cái câu trả lời đúng. Người ta copy phần chữ thôi. Đấy. Đấy, và thậm chí là khi mà chúng ta đặt dấu chấm hết, học sinh không đặt dấu chấm hết thì nó cũng không chấm được. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải chấm lại. Cái phần này chấm lại nó cũng nhanh thôi, cũng không lâu. Đến câu số 3 cũng tương tự như vậy. Thế còn câu nào nó có hai ba cách làm thì các thầy cô chép cả hai ba cách vào. Câu số 4. Cũng thang điểm như vậy. Câu trả lời chính xác. Chúng ta cũng copy câu trả lời vào. Đây là nó có hai cách thì các thầy cô tách nó ra. Đấy, tách nó ra từng nội dung một. Ở đây phần này thì tôi làm vậy, xong các thầy cô tự tách ra thêm một câu trả lời chính xác, mỗi câu một câu trả lời. Tiếp tục chúng ta sang cái phần thứ hai là phần của bài viết đoạn. Thì phần này thì chúng ta cho thang điểm là 100 vì nó được một điểm. Đấy, sau khi làm xong này, các thầy cô phải kiểm tra cái thang điểm của nó là đạt được tổng điểm 1.000 này là được. Thì nó thiếu là các thầy cô phải kiểm tra xem câu nào các thầy cô chưa cho điểm. Đấy. Thế sau khi mà làm xong bước thế này thì đối với cái đề ngoại ngữ ấy, thì chúng ta vẫn còn cái phần nghe. Đấy. Thế thì cái phần nghe làm thế nào? Thì các thầy cô kéo xuống dưới này. Bắt đầu cái phần trắc nghiệm này, phần nghe này. Thì ở đây, các thầy cô cho chuẩn đây và nhấn vào cái phần biểu tượng là phần video này, là thêm video. Thế tuy nhiên cái này nó không có cái phần up âm thanh hay là up video trên máy tính mà là nó up ở trên mạng. Thế vì vậy là các thầy cô sẽ phải đưa cái file nghe của các thầy cô up lên trang YouTube, sau đó là lấy đường link ngược lại. Thế thì phần này thì tôi sẽ hướng dẫn ở trong cái clip sau. Đấy, nó cũng đơn giản thôi. Thế tuy nhiên là nó cũng hơi mất thời gian một chút. Thế nếu các thầy cô mà ngại làm phần này thì gửi file đến email của tôi sẽ giúp các thầy cô up lên YouTube, sau đó đưa đường link. Các thầy cô chỉ việc là paste cái đường link nó vào đây thôi. Đấy. Các thầy cô vào cái phần URL này, paste cái đường link vào đây. Đấy, tôi lấy ví dụ là vào cái trang web của tôi, vào cái YouTube của tôi để lấy một số cái đường link làm ví dụ nhá. Đấy. Ví dụ như là đây tôi có một số cái file tôi đã up lên rồi. Thì tôi lấy làm ví dụ. Đấy. Đây có mấy trường Hoàng Ninh, Quảng Minh vân vân. Thì tôi vì lấy ví dụ đại là cái trường này đây. À. Đấy, sau đó các thầy cô đưa Grammarly đưa does chuột more lên than trên này. catch errors. Sao With chép? Grammarly, you Đấy, can find sau really đó good, no, perfect words that make your writing sharp paste. or explicit or Đấy, excellent paste vào đây. or distinctive. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. Ok, các thầy cô quay trở lại với đề chúng ta đang làm nha. Đấy, các thầy cô paste vào đây thì nó hiện lên như này. Các thầy cô nhấn vào chọn. Đấy, lúc này trên cái đề của học trò nó sẽ có cái file nghe ở đây. Đấy. Sau khi làm xong các bước này thì các thầy cô sẽ gửi copy cái đường link này để gửi cho học sinh. Thế thì các thầy cô nhìn lên giao diện trên đã thấy chữ gửi, ta nhấn vào đây. Đó. Thế và nó có các hình thức gửi, là một là gửi email này, thì đánh cái địa chỉ email vào này. Đấy. Hai là các thầy cô lấy cái đường link. Đấy, các thầy cô nhấn vào cái biểu tượng như này là lấy đường link này. Đấy, rút ngắn lại để copy cho dễ. Nó copy, sao chép. Đấy. Và lúc này các thầy cô có thể gửi qua Zalo, Facebook hay là Messenger hay là các hình thức phương tiện khác. Đấy.
Thì sau khi mà gửi đến học sinh, ví dụ học sinh làm đề thi, thì học sinh sẽ có cái link và mở cái link ra. Đấy, ví dụ học sinh mở cái link này ra. Đấy, thì đây là trên giao diện máy tính thì nhìn nó sẽ rộng hơn trên điện thoại. Trước tiên với cái đề này thì học sinh sẽ phải vào cái trang, thứ nhất là trang thông tin cá nhân của học sinh sẽ phải nhập vào. Ví dụ như là học sinh tên là Thủy này, mà chọn lớp lại 9A 9B, trường tôi làm trường này, để ví dụ như các trường khác có thể tham khảo, thì đánh học sinh trường đó vào, thì khi chúng tôi tổng hợp, khi tôi tổng hợp thì tôi biết được trường nào để gửi cho cái trường đó, hoặc là khi tổ chức cái cuộc thi thử vân vân, thì các đồng chí có thể là biết được trường nào. Đấy, ví dụ như trung học cơ sở Tiên Sơn viết đầy đủ vào, tôi viết tạm, sau đó nhấn tiếp mà đến cái trang bài làm, thì ngay cái trang đầu tiên là cái phần nghe, chúng ta đã có cái file nghe ở đây, và nhấn vào đây là phần nghe chạy. Hello, this is the listening test. Đấy, ví dụ thế, và nhìn xuống dưới là các học trò có thể là chọn đáp án từng câu. Đấy, khi nghe. Đấy, nghe hết. Đấy, phần thứ nhất. Còn đến phần thứ hai, chúng ta muốn để cái file nghe đó ở đây thì chúng ta lại up cái đường dẫn đấy. Đấy, up cái đường dẫn đấy như thế này. Đây nhá, phần 1 là nghe này. Đấy, phần 2. Đấy, các thầy cô muốn đưa cái file nghe nó ở đây. À, thì các thầy cô nhấn vào video. À, và paste cái đường link đấy vào. Paste cái đường link lúc nãy và trang YouTube. À, đấy, mở YouTube ra. Hoặc là các thầy cô xem lại cái đường link lúc nãy. Đấy, làm tương tự như lúc nãy ở phần 1 thôi. Là chúng ta có file video ở đây để học sinh nghe. Đấy, học sinh nghe. Thế và khi học sinh làm bài, học sinh làm bài, hình như là một cái số file là tôi gửi cho các thầy cô rồi đấy. À, học sinh làm bài thì lần lượt này. Đấy, câu nào mà chúng ta không bắt buộc ấy, thì học sinh có thể là không cần làm. Đấy, thế cái chỗ bắt buộc là như nào? Ở đây, ví dụ như câu 1 là đây tôi không để bắt buộc thì học sinh có thể không làm. Thế nhưng mà câu nào mà học sinh, chúng ta yêu cầu học sinh bắt buộc phải làm ấy, đặc biệt là mấy cái thông tin cá nhân này, mà ta để chỗ bắt buộc, đấy, là học sinh phải điền. Đấy, thế còn cái phần mà ta không bắt học sinh bắt buộc làm, đấy, thì học sinh không làm cũng nộp được. Ví dụ câu này bắt buộc thì học sinh bắt buộc phải làm câu này thì mới nộp được bài. Đấy, khi ta tích tắt đi thì là học sinh không bắt buộc. Đấy, vân vân như vậy. Thế thì khi chúng ta kích như này, học sinh ở đây nó sẽ làm. Đấy, thậm chí câu này nó không làm, nó bỏ. Đấy, câu này không làm, ấn tiếp. Thì cái câu nào mà bắt buộc làm thì đây là câu hỏi bắt buộc. Đấy, câu hỏi nào bắt buộc thì nó sẽ hiện ở đấy. À, cái câu số 5 này bắt buộc, câu số 8 bắt buộc thì nó phải làm thì nó mới tiếp được. Đấy, nó mới đến trang tiếp theo được. Đấy, tôi cứ chọn đại như này nha. Đấy, đến mỗi một phần là nó đến một cái trang khác. Đấy, nó phân ra. Câu nào bắt buộc nó có cái dấu sao ở đây, các thầy cô này. Đấy, quan sát thấy có dấu sao này là bắt buộc. Nếu mà chúng ta bỏ đi thì làm như thao tác lúc nãy. Bắt buộc là phải làm, chứ không làm là không nộp được bài. Đấy, tiếp theo. Đấy, ta đến với trang tiếp theo. Đấy, khi đến bài đọc này thì chúng ta như nãy tôi nói, nếu thầy cô mà muốn cho học sinh nó không phải lướt lên thì chúng ta up cái ảnh này ở phần trên này, học sinh nhìn thấy ngay. Đấy, đây là phần nghe thứ nhất, là tôi chưa làm điều đó. Đấy, sang phần nghe thứ hai. Đấy, thế đây là phần bài đọc này. Đấy, xuống câu dưới này. Đấy, học sinh nhìn thấy ngay bài đọc này, không phải lướt lên trên nữa.
Đấy, xong 32 câu trắc nghiệm, đến với phần tự luận. Đấy, phần tự luận thì học sinh làm như nào? Đây, ở phần dưới nó có phần trả lời. Thì học sinh theo kiến thức học sinh sẽ làm. Hay tôi lấy ví dụ là học sinh nó làm như sau này. Đấy, ví dụ câu 1. Copy này. Nó đánh được như này. Ví dụ nó đánh như này. Đấy. Đấy, câu 2 nó đánh như này. À. Câu 4. Thế còn cái bài luận, bài viết đoạn này, học sinh viết đoạn vân vân, viết dài đến đâu tùy, vân vân. Thế sau khi làm xong, học sinh nộp bài. Đấy. Nộp bài này thì chúng ta vào cái phần trong cái Google Drive ấy, để chúng ta kiểm tra. Thì ở cái phần biểu mẫu của chúng ta này, chúng ta phải cài đặt. Chúng ta cài đặt như sau thì nó sẽ thông báo lên mail khi có một học sinh làm. Đấy, đó là các thầy cô nhấn vào cái phần câu trả lời nha. Đây, câu trả lời. Rồi, các thầy cô sẽ nhấn vào cái phần là dấu 3 chấm ở cái sau cái bảng Excel này. Đấy. Các thầy cô nhấn vào đây để nhận thông báo qua email cho cái câu trả lời mới. Khi có ai làm á, là sẽ thông báo đến mình qua cái email của mình. Thế còn bước tiếp theo là ra tạo cái trang tính để tổng hợp xem là có bao nhiêu học sinh làm. Thì nãy tôi làm rồi thì ở đây tôi đặt tên là thống kê. Ví dụ bây giờ đến thời điểm này có 2 học sinh, thời gian làm đây. Đấy, anh Thủy này được 2 điểm, đấy, 200 điểm trên 1.000 tức là được 2 điểm. Đấy. Và đây là các phần đáp án. Thế và chúng ta muốn xem lại là học sinh làm bài học sinh nào trực tiếp trên cái mẫu này thì chúng ta nhấn vào cái phần trả lời, sau vào phần cá nhân. Đấy. Ở đây là có 2 người làm thì ở đây là người thứ nhất, thì ta nhấn vào người thứ hai này. À, là người mới này, họ tên này, đấy, lớp này, trường này. Thế và nội dung câu đúng được câu đầu này. À. Đấy. Câu nào đúng thì nó hiện ở đây, câu nào sai thì là nó hiện màu đỏ đây. Và có cả đáp án đúng là dưới. Học sinh xem lại là sẽ rất là có lợi là cái là biết được câu đúng câu sai. Đấy. Thế mà chúng ta đến xem với phần tự luận thì nó sẽ báo như thế nào. À, chúng ta có thể chấm lại. Đây phần tự luận này. Đấy, phần tự luận là câu thứ nhất là làm đúng, đấy, nó chấm được 25 điểm. Thế câu thứ hai, ví dụ như là học sinh có những cái làm khác nhau nhưng mà sai về chính tả một chút, hay, sai về dấu một câu một chút thì chúng ta cũng có thể cho điểm. Đấy, ví dụ đây là sau khi chấm là thầy cô cho điểm vào đây. Đấy. Đấy, câu này, các thầy cô cho điểm vào. Ví dụ thế, và bài viết, ví dụ các thầy cô chấm điểm được độ bao nhiêu điểm theo cái thang điểm chấm ấy, các thầy cô cho vào. Ví dụ được... 0,3 điểm, các thầy cô có 0,3 là 30. Sau các thầy cô lưu. Lúc này thì các thầy cô kéo lên trên cái học sinh số 2 này, là lúc này là điểm của số của nó là được 255 điểm. Đấy, trong tổng số 1.000 tức là 2,55. Đấy, cái này rất là tiện lợi. Thế còn cái phần khó khăn nữa đối với thầy cô trong cái cách tạo đề này đó là đưa cái file nghe vào, thì trong cái clip sau tôi sẽ hướng dẫn. Thế và đây là cái cách làm mà nó đơn giản đối với các thầy cô đều có thể làm được. Rất là dễ, gọi là dễ nhất rồi. Thế còn tuy nhiên là cái clip sau tôi sẽ hướng dẫn một cái cách khác. Thì làm rất là nhanh, các thầy cô chỉ hết ít phút là làm được. Thế nhưng ngược lại ấy, thì là nó lại có cái hạn chế là làm trên giao diện web này. Học sinh sẽ phải quay ngang điện thoại để làm bài. Thế và... cái ưu điểm nữa là nó có mã thì các thầy cô sẽ phải nhiều thao tác một chút và am hiểu một chút, thì trong cái clip sau tôi sẽ hướng dẫn. Thì ưu điểm của nó mang lại clip sau, cái cách thứ hai này đó là học sinh có một cái bên trái là đề và bên phải là phần phiếu trả lời. Thế và tôi xin kết thúc cái clip hướng dẫn cái cách tạo đề cho học sinh trực tuyến trên Google Form. Thế còn cái cách làm sâu hơn đó là các thầy cô sẽ
cài thời gian làm bài cho học sinh, ví dụ như là 60 phút, học sinh chỉ làm trong 60 phút thôi, thì ở trong những cái phần sâu hơn tôi sẽ hướng dẫn. Xin chào tạm biệt, chúc các thầy cô thành công.